Bắt đầu với thứ ba trong quá trình học và tập quay ly của mình. Xin chào các bạn, mình là Lâm Dân 2K7. Mình đang là học sinh cuối lớp 10, sau hè sẽ là lớp 11. Hiện tại mình đang làm thêm ở chỗ bố mình. Vẫn là chiếc ly quen thuộc. Buổi đầu tiên mình đã làm chân ly, buổi thứ hai và buổi thứ ba mình sẽ làm đầu ly. Nghe đây nhiều bạn sẽ hỏi mình tại sao ly có hai phần đầu và chân ly, vậy mình chỉ làm phần đầu. Thế thì sau đầu ly lắp vào đâu? Đúng là như vậy. Nhưng để mình tiếp thu dễ hơn thì bố mình đã cho mình làm một loạt đầu ly để mình quen. Rồi sau là làm chân ly bù vào. Ở buổi thứ ba mình đã có nhiều sự tiến bộ. Khi đỡ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mình có thể tự tin làm được 60% của chiếc ly. Mình đang từng bước để hoàn thành những chiếc ly. Các bạn thấy video của mình như thế nào? Hãy để ý kiến ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào các bạn, mình là Lâm Dân 2K7. Mình đang là học sinh khối lớp 10, sau hè sẽ là lớp 11. Hiện tại mình đang ở thêm cho chỗ bố mình. Ở clip trước, cái ly của mình đã gần hoàn thành. Chỉ còn bước đổ màu chính là lớp xi măng mịn. Đây là bước cuối cùng và rất khó nên mình chưa thể làm được. Phải nhờ có sự giúp đỡ của bố mới có thể hoàn thiện ở bước đổ màu này. Chỉ được đi khuôn theo một vòng duy nhất và không đi ngược lại. Khó hơn là nếu như cốt cắt ban đầu không tốt thì đến bước đổ màu này khuôn sẽ vô cùng khó khăn và không cẩn thận là hỏng hoàn toàn và không thể chữa được. Clip này khá nhanh vì chỉ có bước cuối. Hẹn gặp các bạn ở các clip sau.